1 tháng 8, nhiều quy định mới trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông có hiệu lực thi hành, không chỉ bổ sung sửa đổi làm rõ nhiều quy định trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt, Nghị định 46/2016 còn tăng nặng nhiều lỗi vi phạm giao thông, trong đó có nhiều lỗi vi phạm bị phạt rất nặng nhằm tăng sự răn đe và kìm hãm gia tăng tai nạn giao thông. Cụ thể, đối với nhóm vi phạm về nồng độ cồn, Nghị định 46 tăng mức tiền phạt tất cả hành vi của tài xế ô tô, tăng mức phạt từ 10 đến 15 triệu đồng lên 16 đến 18 triệu đồng đối với người có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở ở mức 3, tước giấy phép lái xe 4 đến 6 tháng. Đối với người điều khiển mô tô, xe máy vi phạm về nồng độ cồn, mức phạt cũng tăng. Vi phạm ở mức 3 sẽ bị phạt từ 3 đến 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 đến 5 tháng. Cũng theo nghị định mới, với hành vi đi xe máy vào đường cao tốc, mức xử phạt được tăng cao. Theo đó, người điều khiển mô tô, xe máy đi vào đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, thay vì mức 200.000 đồng đến 400.000 đồng trước đây. Nghị định cũng bổ sung quy định, nếu dùng chân để điều khiển vô lăng xe ô tô khi đi xe đang chạy trên đường thì bị phạt từ 7 đến 8 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng. Trường hợp vi phạm quy định này mà không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ hoặc gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, tăng mức phạt đối với người điều khiển xe ô tô trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Cụ thể, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng trong trường hợp có giấy phép lái xe hoặc phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng trong trường hợp không có giấy phép lái xe hoặc có nhưng đang bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Nghị định cũng tăng mức phạt đối với lái xe và chủ phương tiện vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về vận tải đường bộ, các mức từ 20 đến 50%, 50 đến 100%, 100 đến 150%. Đối với lái xe, mức phạt cao nhất khi chở quá tải trên 150% sẽ phạt tiền từ 8 đến 12 triệu đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng, bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, buộc phải hạ phần hàng quá tải, dỡ phần hàng vượt quá kích cỡ quy định. Hiện nay trên địa bàn huyện Đạ Oai đã thu hút được 42 dự án đầu tư, trong đó 23 dự án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, 9 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 10 dự án du lịch dịch vụ với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 4.500 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất gần 10.000 hectare.